Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube MC Phương Thúy. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 35 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tàn độc Lương Duyên, Hạ Thiên Sinh, Yêu Anh, Em Sai Rồi của tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng bệnh, sau khi mẹ con lục ra rời đi hà vũ hào vén chăn bông lên sau đó để hướng thu vân nằm trên giường ấn eo cô cô cảm thấy tư thế nằm trên giường khiến cô rất không thoải mái cô rất muốn từ chối nhưng cuối cùng thì lại không thể anh không cần phải cố ý làm như vậy đâu hướng thu vân chống tay lên gối chống cằm bác sĩ lục không có ý đó với tôi hà vũ hào ấn eo cô một cái sau đó chuyển sang chân phải của cô anh cố ý làm gì chứ anh biết Hương Thu Vân như ngày. Hà Vũ Hào hai tay nắm lấy eo cô, lật người cô lại, đối mặt với cô. Anh không biết, sao em không nói cho anh biết? Anh đặt tay lên hông cô, khoảng cách rất gần cô, như thể anh sẽ hôn cô trong vài giây tới. Nhìn nhau như vậy khiến cho hướng thu vân rất khó chịu. Cô muốn xoay người tránh anh, nhưng mới được nửa đường đã bị Hà Vũ Hào ngăn lại. Hà Vũ Hào kéo cô trở lại giữa giường, đứng thẳng người. Em tưởng là đang ở nhà sao? Em lại lăn như vậy. Hương Thu Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên giường, vẻ mặt có chút khó chịu. Cô quên rằng chiếc giường rất nhỏ. Hôm nay sao đột nhiên nhớ tới làm chuyện này chứ? Hà Vũ Hào ngồi ở trên ghế, đem túi nước cùng với ống nước tách ra để hạ lão gia tử hoặc những người khác tới phát hiện ra mảnh mối. Hương Thu Vân nhẹ giọng nói. Anh cho rằng tôi sẽ làm như thế nào? Cứ giống như trước mà đuổi răng Hân điên trở về sao? Hà Vũ Hào là từ chối cho ý kiến. Chính là đột nhiên muốn làm chuyện này. Hương Thu Vân không giải thích quá nhiều. Thật ra, khoảng thời gian này cô đều nghĩ Giang Hân Yên là đồ mặt dày, mưu mô, đối mặt với Giang Hân Yên sẽ không thể gây tổn hại gì. Ngược lại, càng làm cho Giang Hân Yên có cơ hội giả bộ, làm nạn nhân. Hôm nay khi nghe thấy Giang Hân Yên đến xin lỗi cô, suy nghĩ đầu tiên của cô là Giang Hân Yên có thể dùng khổ nhục kế rồi giả bộ hoa mắt hay gì gì đó để chiếm được thiện cảm của công chúng. Con người là một loài động vật rất kỳ lạ khi gặp chuyện sẽ có tiềm thức đồng cảm với kẻ yếu. Hướng Thu Vân không muốn cho Giang Hân Yên cơ hội có được cảm tình, lại đột nhiên muốn dùng phương thức buồn nôn bình thường của Giang Hân Yên làm cho Giang Hân Yên chán ghét. Hà Vũ Hào không hỏi quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy cô không muốn nói thêm với anh, lông mày anh khẽ cau chặt lại. Hướng Thu Vân muốn nhân cơ hội này để trở về hướng ra, nhưng sợ cha mẹ không biết tin tức của cô, nên muốn nói cho anh trai và chị dâu biết để họ thông báo tin tức cho cha mẹ cô thông qua miệng của hai người kia. Đang định gửi tin nhắn thì phát hiện cô không mang điện thoại di động đi theo. Anh đi có mang theo điện thoại không? Hướng Thu Vân hỏi. Không có. Nhiệt độ trong phòng rất cao. Hà Vũ Hào đơn giản cởi áo khoác ngoài, treo lên trên móc áo. Gửi tin nhắn nói rằng em đang ở bệnh viện sau. Hướng Thu Vân đồng tử hơi giãn ra, nhất thời không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Vũ Hào đoán được suy nghĩ của cô, nhưng mỗi lần anh đoán được, Hướng Thu Vân có cảm giác sợ hãi khó tả. Anh khôn ngoan sát quỷ như vậy, Hướng Thu Vân phải đối phó với Giang Hân Yên và Hạ Láo gia từ cùng với bọn họ. Những người đó nghĩ đến sau này cô cũng giống như Hạ Vũ Hào đối phó với những người này, cô chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hân Yên sẽ không thể tẩy trắng vào lúc này đâu, Hạ Vũ Hào nói. Em và cô ấy đều té xỉu. Lúc này cô ấy hành động đáng thương sẽ không được bao nhiêu lợi ích. Hiện tại, tình huống này bất lợi cho cô ta. Ngày hôm qua, lầm lão gia từ bọn họ đã từ tẩy trắng. Nếu như cô ta muốn tẩy trắng lần nữa, sẽ chỉ càng khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận. Lời hại lớn hơn tổn thất sẽ không có lợi gì đối với Giang Gia đâu. Anh rót một cốc nước đưa cho cô. Em nghĩ bây giờ cô ta sẽ làm gì? Hướng Thu Vân suy nghĩ một chút. Theo suy đoán trước đó, Giang Hân Điền luôn luôn nghĩ lớn. Nếu như không thể bảo đảm tẩy trắng thành công, cô ta sẽ không ra tay đâu. Giang Hân Điền ái mộ hạ vũ hào, nhưng chưa bao giờ nói với cô. Chờ khi Giang Hân Yên thẳng thắn nói rõ, cảm bẫy sắp đặt cho cô đã bắt đầu rồi. Hết cái này đến cái khác, không có cơ hội để cô thoát ra. Giang Hân Yên không làm những chuyện không chắc chắn. Hà Vũ Hào không nói lại lời này. Em không cần phải nhắn tin cho anh trai và chị dâu đâu ba mẹ em sẽ đến. Trước mắt, em không nên đồng ý. Chờ bọn họ đi đến một vài lần và hứa hẹn với em thì em mới đáp ứng. Hướng Thu Vân đáp lại với tâm tình phức tạp. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến. Hà Vũ Hào đã đoán được tâm tư của cô. Nghĩ xem sau này nên làm gì. Mà Giang Hân Yên cũng có đầu óc như vậy. Khoảng cách giữa cô và họ quá lớn. Đừng nghĩ nhiều nữa. Hạ Vũ Hào bóp cằm chu môi. Em không ngốc như em nghĩ đâu. Mà là do ba em từ nhỏ đã cố ý nuôi dưỡng em có lỗi suy nghĩ này. Hai người tiếp xúc thân mật hơn đều có, cho nên nếu như có hôn thì cũng không có gì cả. Nhưng hướng thu phần vẫn chưa quen với loại thân mật này. Có vẻ như... coi như hai người rất có tình cảm. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải là như thế này. Cô vô thức muốn hất tay của anh ra, nhưng dường như anh đã đoán trước được điều đó. Trước khi làm điều đó, anh đã thàn lòng cầm và rút ra một quàng thích hợp vết chạm trên môi dường như vẫn còn hướng thu vân vươn tay muốn lau đi cảm giác khó chịu này nhưng sau vài lần lau vết chạm trên môi càng rõ ràng hơn cô vội vàng đặt tay xuống giọng nói có chút bề ngoài làm sao anh biết tôi đang nghĩ cái gì chứ chắc là anh quá thích em nên tâm linh tương thông đó hà vũ hào thu lại động tác nhỏ cùng với thần sắc biến hóa của cô vào trong mắt khoé môi giật giật hướng thu vân mím môi nhưng không có trả lời khi đáp ứng với cha mẹ em Đừng quên nói với họ rằng anh cũng sẽ sống ở đó." Hà Vũ Hào nói, Hướng Thu Vân đột nhiên ngẩng đầu, "Anh cũng qua đó sao? Nếu không mỗi đêm em sẽ lén trở về ngủ cùng anh sao?" Hà Vũ Hào ánh mắt ở trên người cô vài vòng, cuối cùng thì dừng lại ở bụng dưới của cô, giữa hai hàng lông mày rất nhẹ hiện lên vẻ trêu chọc. Hướng Thu Vân cúi đầu uống mấy ngụm nước, "Khi nào ba mẹ đến, tôi sẽ nói cho bọn họ." Hà Vũ Hào đoán đúng, khoảng 3 tiếng sau khi đến bệnh viện, Vũ Tuệ Doanh và Hướng Bách Tùng vội vàng chạy tới. Thu Vân à, sao con lại bị phát bệnh rồi? Con bị cảm hay là có người làm con tức giận? Vũ Tuệ Doanh đặt một đống đồ trên tay xuống bàn, lòn tòn đi đến bên giường với vẻ mặt lo lắng. Ôm chặt lấy hướng Thu Vân và nhìn xuống. Thu Vân bị phủ phổi tái phát sao? Con đã vào phòng mổ hai lần rồi. Bác sĩ không phải làm giải phẫu cho con xong rồi sao? sau này họ không kê đơn thuốc cho con nữa sao hay những loại thuốc đó không có tác dụng bây giờ con đã khá hơn chưa bác sĩ đã nói gì nào bà hỏi bày câu trong một lần thở không ra hơi nhưng nói đến nửa câu thì nước mắt chảy ra không đợi hướng Thu Vân trả lời hướng Bách Tùng nhẹ nhàng nói bà hỏi một lúc nhiều như vậy làm sao mà Thu Vân biết trả lời cái nào đây Thu Vân à con cảm giác thân thể bây giờ thế nào rồi Vũ Tuệ Doanh lau khóe mắt vừa đau khổ vừa lo lắng hỏi. Hướng Thu Vân thấy bà khóc, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn, nhưng vẻ mặt vẫn mờ mịt mờ miệng. Khá hơn rồi, cực khổ hướng phu nhân quan tâm rồi. Vũ Tuệ Doanh vẫn nghe thấy con gái gọi mình là hướng phu nhân thì chua xót nhưng cũng không có xoắn suýt chuyện này nữa. Thay vào đó là lo lắng hỏi, sao mặt mũi lại khó coi như thế này, có muốn đi khám bệnh lần nữa không? Bệnh ở đâu mà nói khỏe liền khỏe chứ? Thu Vân vừa bổ xong, sắc mặt khó coi cũng phải thôi. Hướng Bách Tùng nói. Nghe vậy, hướng Thu Vân trên mặt tràn đầy châm chọc. Gọi hướng Thu Vân một tiếng, hướng Thu Vân hai tiếng. Ông không cảm thấy xấu hổ sao? Vũ Tuệ Xoanh cảm thấy hướng Bách Tùng nói có lý nên hỏi. Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không con? Tôi không đói. Cảm ơn hướng phu nhân quan tâm. Hướng Thu Vân nhẹ giọng nói. Nhưng hiện tại tôi cần phải nghỉ ngơi. Hướng phu nhân nên cùng với hướng Tùng rời đi đi. Hướng Bách Tùng đưa khăn tay cho Vu Tuệ Doanh, thở dài nói. Thu Vân à, trước đây là ba làm sai, con trách ba cũng không sao. Nhưng mẹ con vẫn luôn luôn lo lắng cho con. Từ khi con ra tù, mấy tháng nay, hầu như ngày nào bà ấy cũng khóc. Còn đối với bà ấy như thế là không thích hợp cho lắm đâu. Vu Tuệ Doanh háo hức nhìn hướng Thu Vân, nước mắt rơi nơi khóe mắt của bà, bị bà lấy khăn tay lau đi. Vết rừng đỏ trên mắt vẫn chưa biến mất. Mấy người đối với tôi như thế nào là tự do của mấy người. Tôi có nên tha thứ cho mấy người hay không? Đó là tự do của tôi. Hướng Thu Vân nói khẽ. Vu Tuệ Doanh nước mắt lại rơi. Hướng Bách Tùng cau mày. Từ bỏ con cứu hướng ra là ý của ba. Không có liên quan gì đến mẹ con. Con làm sao lại nói chuyện như vậy để cho bà ấy đau buồn chứ? Đừng, đừng nói Thu Vân như vậy. Chuyện này, chuyện này đừng trách Thu Vân. Vu Tuệ Doanh sợ hướng Thu Vân buồn bực vì bà khóc. Trước khi đến đây cũng đã làm công tác tư tưởng cho chính mình, nhưng khi nhìn thấy con gái mình yếu ớt như vậy, lại bị con bé đối xử lạnh nhạt nên bà có chút không đành lòng. Hướng Bách Tùng nhìn bà, cố nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. Tôi không muốn trách Thu Vân, cha mẹ nào nỡ lòng trách con của mình chứ? Ông nói câu này với Vu Tuệ Doanh, nhưng lại cố tình tăng âm lượng để hướng Thu Vân có thể nghe thấy hướng thu vân không trả lời mà uống thêm mấy ngụm nước trong khi cầm cái cốc để kìm nén cơn tức giận đang bùng cháy trong người thu vân à ngoại trừ bị hân yên lừa dối và tin những lời vô nghĩa mẹ con chưa từng làm gì có lỗi với con con trách bà ba chấp nhận nhưng con đối xử với bà ấy như vậy ba làm chồng của bà ấy thật sự không thể chịu đựng được hướng bách tùng vô cùng đứng đắn nói hướng thu vân chế nhạo châm chọc nói Hướng Tổng bây giờ cảm thấy đau lòng cho hướng phu nhân sao? Tôi nhớ tới ông nhiều lần trách móc hướng phu nhân, nói bà ấy không thể làm gì khác hơn là khóc. Kết hôn rồi mới biết, làm gì có ai cả đời không cãi nhau đâu. Hướng Bách Tùng trầm giọng nói, nếu như cả đời tôn trọng lẫn nhau, chỉ có thể chứng tỏ bọn họ không có tình cảm với nhau và coi nhau như người ngoài thôi. Vũ Tuệ Doành nghe hướng Thu Vân nói, lúc đầu sắc mặt không dễ coi lắm, nhưng lúc này nghe ông giải thích như vậy trong lòng cũng an tâm phần nào thu vân à vợ chồng xưa nay thỉnh thoảng cãi nhau là chuyện bình thường con nghĩ nhiều rồi hướng thu vân không trả lời đối thoại chỉ là thất vọng không kiềm chế được bà mẹ cô đã kết hôn hàng chục năm bà đã quen với việc dựa dẫm vào ông ấy coi như hai lần trước bà cùng với ông ấy náo một trận nhưng vẫn khó mà từ bỏ được thói quen tin tưởng vào ông ấy Mẹ nhớ cô và mọi thứ đều đúng, nhưng đối với cô, từ lâu cô đã không thể coi một người đàn ông đạo đức giả kia là ba của mình. Còn cứ nói ba cùng với mẹ con đã làm chuyện có lỗi với con, không có cách nào tha thứ cho chúng ta. Hương Bách Tùng tức giận nói, vậy ba liền nói câu không dễ nghe. Là Vũ Hảo lúc trước uy hiếp hướng già đánh gãy chân của con, tống con vào tù vì có nỗi khổ tâm. Sau đó lại đem con đến mộng hương để làm nhục con, bắt con đi tiếp khách bỏ mặt con quá khứ khó chịu từng chút từng chút một bị lộ ra hướng thu vân mím chặt môi nắm chắc ga giường dưới người hà vũ hào thu lại phản ứng của cô vào đáy mắt bàn tay buông thõng bên phải trong tiềm thức khẽ động vài cái hướng bách tùng liếc anh một cái trong mắt hiện lên một tia do dự nhưng rất nhanh chóng đã hạ quyết tâm cao giọng hơn một chút của trách vũ hào đã làm những chuyện này còn còn có thể tha thứ rồi cuối cùng ở bên cạnh nó. Vậy thì tại sao không thể tha thứ cho ba mẹ chứ? Người đã sinh thành ra con. Thu Vân à? Vu Tuệ Doanh, Thu Vân gọi cô khóc giống lên. Nhìn thấy hướng Thu Vân sắc mặt tái nhợt, không nói lời nào. Hướng Bách Tùng nói tiếp. Nói cho cùng là con bỏ qua công ơn cha mẹ. Chỉ thấy chúng ta có lỗi với con nếu lấy một điểm đen nho nhỏ không buông. Hướng Thu Vân không ngờ ông lại vô liêm gì như vậy biến trắng thành đen, hoàn toàn nói ông là một bên vô tội, cô lại trở thành một bạch nhãn lang vô ơn. Sự tức giận và căm thù chảy khắp tứ chi và có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng cô, nhưng cô không thể nói một lời nào. Hướng tổng, ông có nhìn thấy dấu vết bàn tay trên mặt tôi không? Hà Vũ Hào đột nhiên lên tiếng, chỉ vào vết sưng chưa biến mất trên mặt. Hướng Bách Tùng vừa vào cửa đã nhìn thấy vết thương trên mặt anh, nhưng cũng không có nhìn kỹ, Tôi rất thành thật xin lỗi hướng Thu Vân. Cô ấy không tha thứ cho tôi. Thấy cô ấy tức giận. Tôi sẵn sàng đưa mặt cho cô ấy đánh. Hạ Vũ Hào nói, nếu như ông có lòng thành như vậy, hẳn là hướng Thu Vân sẽ tha thứ cho ông. Nghe lời này, hướng Bách Tùng sừng sốt trong tiềm thức liếc nhìn sắc mặt của Hạ Vũ Hào. Dạng này không giống như là một hoặc hai cái tát. Vũ Tuệ Doanh lấy khăn tay, ấn khóe mắt, cũng liếc nhìn Hạ Vũ Hào, vẻ mặt có chút phức tạp. Anh nói có đúng không? Hà Vũ Hào nhìn hướng thu vân. Hướng thu vân... Hướng thu vân mí mắt dưới nhảy lên vài cái. Lãnh đạm nói. Người càng thân cận, thương tồn càng sâu. Anh là người ngoài. Vài cái tát tôi liền có thể bình tĩnh lại. Nhưng hướng tổng đã gây tổn thương tâm lý quá lớn cho tôi. Chỉ đánh có mấy cái tôi cũng không tiêu được cái khí kia đâu. Chuyện này anh cũng có thể hiểu được. Lúc trước hướng tổng và hướng phu nhân không chỉ hiểu nhầm em. Còn dùng sức để đánh em. Nếu em chỉ tát bọn họ, thật sự không hết giận được đâu. Hà Vũ Hào nói. Anh suy nghĩ một chút, đối với hướng Bách Tùng nói ra. Không bằng hướng Tổng đưa mặt đến, để cô ấy đánh trước mấy cái, sau đó lại đánh thêm mấy lần cho hết tức. Da mặt dày quá, đánh vào tay sẽ đau. Hướng Thu Vân nói. Hướng Bách Tùng thần sắc biến đổi, giống như một tấm biển bảy màu, rực rỡ và lộng lẫy. Đeo găng tay vào trước khi đánh. Hạ Hà Vũ Hào nói, Hướng Bách Tùng vừa nghe xong thì sắc mặt tái xanh, trong tiềm thức muốn phản bác lại, nhưng lời khiển trách chuyển đến cổ họng lại cắn răng nuốt xuống. Thu Vân à, con đánh đi. Vũ tuệ doanh từ nãy đến giờ rất cẩn thận nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau khi do dự lần nữa, đôi mắt sưng húp hướng về phía hướng Thu Vân nhắm mắt lại. Hướng Thu Vân nhìn đôi mắt sưng đỏ của bà, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình nắm giữ, đỡ đẫn đến mức thở không nổi. Mẹ của cô, cô thực sự không biết phải làm như thế nào với mẹ của mình nữa. Hướng phu nhân và hướng tổng nên rời đi. Hạ Vũ Hào liếc cô một cái, sau đó quay đầu nhìn Vu Tuệ Doanh và hướng Bách Tùng. Hướng Thu Vân tuy hận các người, nhưng cũng không làm được chuyện đánh cha đánh mẹ ruột của mình đâu. Hướng Thu Vân đưa ly nước cho Hạ Vũ Hào, sau đó nằm xuống. Tôi hơi mệt, xin mời hai vị trở về cho. Nghe thấy cô lại muốn đuổi người, sắc mặt của hướng Bách Tùng thay đổi. Đang định nói chuyện Nhưng bị hạ vũ hào cắt ngang Hướng tổng, hướng phu nhân Quan tâm hướng thu vân như vậy Muốn nhận được sự tha thứ của cô ấy Chắc hẳn cũng nên lấy sức khỏe của cô ấy làm trọng Hướng bách cùng lời đưa tới miệng Ông lại nuốt xuống Sắc mặt giống như là bị táo bón vậy Vậy thì chúng ta trở về trước Buổi chiều lại tới Vụ tuệ doanh hướng về phía hướng thu vân một cái Cảm thán Thu vân à Mẹ cùng với ba con mang thuốc bổ tới Con ăn nhiều một chút Sẽ tốt cho sức khỏe Hương Thu Vân quay lưng về phía bà không nói gì hết Vu Tuệ Doanh thấy cô quay mặt đi Cố dặn dò cô vài nghỉ ngơi Chú ý đến sức khỏe Sau đó thì mắt đỏ hoe đi ra ngoài Vốn dĩ Hương Bách Tùng muốn thuyết phục cô một lần nữa Nhưng phu nhân lại kéo ông đi Cửa phòng đóng chặt lại Cách ly tiếng cãi vã của đôi vợ chồng ngoài cửa trong phòng còn mơ hồ nghe thấy bọn họ lại cãi nhau. Nhưng cô không nghe rõ bọn họ cãi nhau cái gì cả. Hướng thu Vân gần như là có thể đoán được. Chẳng qua là tranh luận về cô thôi. Cô hít sâu một hơi. Cô học có chút ngứa ngay. Tôi... Quá độc ác sao? Em không có tàn nhẫn với bọn họ. Sẽ tàn nhẫn với chính em. Hà Vũ Hào nhìn cô đang cuộn tròn. Ánh mắt dịu đi. Cha em muốn em trở về có mục đích khác. Mẹ em thì ngược lại là đơn thuần mong em trở về thôi, thế nhưng là mang tay mềm, em lại có tính nóng này và em không bao giờ chấp nhận hoặc thay đổi một cách khéo léo khi em có bất đồng với cha, mẹ em nhất định sẽ đứng về phía của cha em. Hương Thu Vân bóp mạnh chăn bông, sau đó thả lỏng ra, ngồi dậy ngơ ngác nhìn trên giường. Hà Vũ Hào trầm mặc nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia phiền muộn. Có muốn ăn chút gì không? Đồng thời, trong phòng khác, Giang Hân Điền đã tỉnh lại. Cô ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai tay ôm gối, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vẫn còn sưng đỏ, trông rất đáng thương. Còn ưu tú như vậy, tại sao phải treo cổ mãi trên một cái cây chứ? Giang Phụ thuyết phục. Ngoại trừ Vũ Hào, Nhuận Trạch, Trung Gia, Triệu Gia, đàn em bây giờ đang thực tập trong quân đội đều là những nhân tài kiệt xuất. Giang Hân Điền cắn môi, nhẹ giọng thì thào. Nhuận trạch quả nhiên có bản lĩnh nhưng không bằng anh Vũ Hào. Bằng không, Hạ Gia sẽ không để cho anh Vũ Hào làm tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Giang Phụ không có nói được gì, ngầm thừa nhận. Trung Khánh Hiền có năng lực nhưng không nổi tiếng ở nhà. Hiện tại, Trung Thiệu Ninh, con hoang của Trung Gia đang kinh doanh ở Trung Gia Diễu Võ Dương Oai chính là bằng chứng. Về phần đàn em của Triều Gia, từng trải qua trong quân ngũ, gia cảnh nhìn cũng khá. Nhưng lý lịch quân nhân căn bản sẽ không giúp được gì cho tập đoàn Giang Thị trong 30 năm tới, không có phù hợp như Hạ Gia. Hơn nữa, dựa theo quan hệ giữa mẹ con và bác Hạ, cha cho rằng Triệu Gia sẽ đồng ý cho con kết hôn với Triệu Gia sau. Giang Hân Yên nói, nghe được câu cuối cùng, Giang Phủ ánh mắt lóe lên tối sầm. Nhưng nhanh chóng, liền trở lại bình thường. Nhuận trạch so với Vũ Hào không kém bao nhiêu, hạ lão gia tử mở đường cho anh ta thành tựu sau này có thể không kém vũ hào đâu giang hân yên khóe môi hơi cong lên nhưng mà ba con sẽ chỉ gà cho người tốt nhất Còn... bà Giang vừa nói liền bị giang hân yên giọng nói ấm áp cắt ngang tập đoàn hướng thị không bằng tập đoàn giang thị mấy năm nữa cũng sẽ không hơn được trên mặt lộ ra vẻ chán ghét hơn nữa cô ta không biết gì ngoài khiêu vũ ngực to lại không có đầu óc không xứng với anh vũ hào đâu Vũ Hào là thủ lĩnh của thế hệ trẻ, còn cũng vậy, chúng còn mới là những người môn đăng hộ đối. Bà Giang khẽ thở dài, sau khi do dự thì lại nói, người kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ, cha cũng muốn làm cho Giang Thị tập đoàn lên cấp cao hơn, nhưng chuyện này không phải là dựa vào hôn sự của con. Bà không phải có gánh nặng tâm lý. Giang Hân Yên cười nhẹ, con thích anh Vũ Hào cho nên muốn gà cho anh ấy, giúp đỡ tập đoàn Giang Thị chỉ là thuận tay thôi, đây là con tự nguyện sau một hồi im lặng, một lúc sau bà Giàng mới nhàn nhạt, nhạt nói: nhưng vũ hào không thích con, hơn nữa còn có thể nói là ghét bỏ con. con tại sao lại cố chấp như vậy chứ? nụ cười trên mặt của giang hân yên đông cứng lại một hồi, sau đó trầm mặc. con không thích trở về tay không. chẳng lẽ cô ấy làm nhiều chuyện như vậy đã bị tan thành mây khói rồi sao? cô ấy không thể vượt qua được cơn tức giận này hơn nữa cô không bao giờ thích bỏ cuộc giữa chừng ông trời không bao giờ bạc nãi người làm việc chăm chỉ cô nghĩ anh vũ hào sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ về cô về phần hướng thu vân càng không chiếm được thì càng thêm hào hứng anh vũ hào chỉ là không thể chấp nhận người luôn luôn theo đuổi mình bỏ rơi mình trong chốc lát cho nên mới ở bên cạnh hướng thu vân bà giang cao mày vẫn là do dự thấy vậy giang hân Yên nói hiện tại tập đoàn Giang Thị tiến vào thị trường đồ điện. Hai năm qua, chi phí đầu tư vào cũng không có ít. Nếu như lúc này anh Vũ Hảo kết hôn với hướng Thu Vân, thì tập đoàn hướng Thị nhất định phải liên thủ với tập đoàn Hạ Thị. Đến lúc đó, tập đoàn Giang Thị chỉ có thể buộc phải rút lui khỏi thị trường. Hết tiền đầu tư sẽ bị xóa sổ. Không thể không nói. Những lời này là suy nghĩ trong lòng của ba Sang. Giang Hân Yên thấy ông buông lòng, cười nói. Bà, đừng lo lắng, con muốn làm gì cũng chưa từng thất bại. Bà tin tưởng vào năng lực của con. Bà Giàng do dự, nhưng dù sao thì con cũng là phụ nữ, cứ kết hôn rồi sống yên ổn cả đời, không cần phải sống mệt mỏi như vậy. Nghe đến đây, Giang Hân Nhiên khẽ nhíu mày thở dài. Chẳng lẽ bà cũng trọng nam khinh nữ sao? Nếu như thật sự có tâm tư như vậy, bà làm sao có thể cho con làm giám đốc tài chính tập đoàn Giang Thị chứ? Bà Giàng nói, Trường hợp này ba cũng đừng quá lo lắng. Giang Hật Nhiên nhẹ giọng nói, anh trai của con hơn con 2 tuổi, năng lực cũng rất tốt so với các bạn bè cùng lứa, nhưng lại quá ngay thẳng, coi trọng nhi nữ tình trường quá. Tập đoàn Giang Thị không thể giao vào tay của anh ấy được đâu. Cô nói ra từng chữ y tứ, xua tan lo lắng cuối cùng của ba sang, nhưng ông ta vẫn cứ khuyên nhủ, không giữ được thì đừng cố, tập đoàn Giang Thị không có con vẫn có thể tồn tại được giang hân yên gật đầu nói còn biết ba yêu con nhất cũng chỉ là anh trai một tên khốn ngu dốt suốt ngày chỉ quan tâm đến tình yêu của mình mặc kệ anh ta nhắc đến giang bình thắng bà giang sắc mặt nhìn có chút khó coi giang hân yên gật đầu thở dài anh trai nói sẽ hủy hôn ước với tống Gia, bà nghĩ cách giảm thiểu tổn thất vì chuyện này đi khi giọng nói rơi xuống giang phu nhân mới vội vàng chạy tới hai người liền không nói chuyện này nữa Hương Thu Vân đoán rằng Hạ Lão Gia Từ sẽ tới thăm dò thực tế, không ngờ lại đến sớm như vậy. Hạ Lão Gia Từ đưa Nam Cà vào trong phòng bệnh, vẻ mặt ảm đạm nhìn hướng Thu Vân. Âm Dương quái khí nói, suýt nữa đã xảy thai, chuyện sao lại trùng hợp như vậy? Ông cũng biết tôi và Giang Hân Yên như nước với lửa, không có khả năng tôi thông đồng cùng với cô ta và Lão Giang lửa ông được. Sau khi Hạ Lão Gia Từ đi tới, hướng Thu Vân mới thận trọng đem cô áo khoác bệnh nhân kéo cẩn thận lên trong 3 tháng đầu của thai kỳ luôn cố gắng để không quan hệ. Nếu như ông cụ nhìn thấy dấu hôn trên cổ, e rằng sẽ nghi ngờ. Hà lão gia từ nặng nề khịt mũi, sắc mặt dịu đi một chút. Hương Thu Vân sau khi đến bệnh viện đã thực hiện một ca phẫu thuật. Nếu như không tin, có thể hỏi bác sĩ phẫu thuật. Hạ Vũ Hảo nói, chúng tôi dưới mí mắt của ông cũng không thể làm gì được. Ông nghĩ như thế nào? Hướng Thu Vân nằm trên giường, có vẻ thư thái, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều căng cứng thần kinh căng thẳng tao cho mày nói chuyện sau hàn lão gia từ lạnh lùng nhìn siết chặt hà vũ hào tôi chỉ nói sự thật thôi hà vũ hào nói hân yên không phải là người dễ từ bỏ hơn nữa thị trường điện tử như một cái bánh lớn trước mặt cô ấy không thể để cho tôi và hướng thu vân ở bên nhau vì vậy cô ta liền nghĩ động đến đứa trẻ hàn lão gia từ gắt gao ngắt lời của anh câm mồm vào hà vũ hào rũ mắt xuống không phát ra âm thanh nữa từng người một có phải đều cho rằng ta sắp chết cho nên dám nói lại ta Bọn lên đầu ta ngồi không hà lão gia tử sắc mặt tái nhợt hà vũ hào cúi đầu còn không dám không dám sao hà lão gia tử rời tầm mắt hắn sang hướng thu vân lạnh lùng nói vì cô gái này còn dùng dao uy hiếp tao còn có chuyện gì mà mày không dám làm chứ hà vũ hào nói Lúc đó cũng là tình thế bất đắc dĩ, sợ dĩ khi ông biết mình khiến hướng thu vân xảy thai sẽ khổ sở. Lúc đó quá vội vàng, không thể giải thích được nhiều, đều là bị ép làm như vậy thôi. Hà lão gia tử cười nhạo một tiếng, vừa ho khan vừa che miệng. Thấy vậy, Nam Ca liền lấy khăn tay đưa cho ông. Ông cầm lấy khăn tay, dùng khăn lau khóe môi, sau đó nắm chặt khăn tay. Sắc mặt có chút tái nhợt, hạ lão gia từ muốn nói thêm gì đó nhưng điện thoại di động của hạ vũ hào lại vang lên là cuộc gọi từ công ty xin lỗi tôi nhận cuộc gọi từ công ty hạ vũ hào nói ngắn gọn rồi kết nối cuộc gọi hạ lão gia từ cau mày ngồi xuống ghế nam ca lập tức đi tới từ trong cốc giấy rót cho ông một ly nước được tôi hiểu rồi tôi về ngay đây hạ vũ hào cúp điện thoại khóe môi cười nói với hạ lão gia từ cảnh sát đã kiểm tra xong rồi nói tôi không có vấn đề gì hết trên mặt của Hà Lão Gia Tử hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là mây mù. Tôi đến công ty tiếp tục bàn giao. Hướng Thu Vân ở đây làm phiền ông rồi. Hà Vũ hào nói, Hân Yên cũng đang ở bệnh viện. Nếu như hướng Thu Vân chẳng may xảy thai, chúng tôi còn trẻ, còn có thể sinh thêm một lần nữa. Nhưng chỉ sợ, ông có thể không đợi được đâu. hạ Lão Gia Tử tức giận mắng. Mày uy hiếp tao sao? Tôi chỉ là nói sự thật thôi, Hà Vũ Hào đi tới bên giường hôn lên chắn của Hướng Thu Vân, nhẹ giọng nói. Ngoan, anh trở về công ty giải quyết công việc. Buổi tối anh sẽ đến bệnh viện cùng với em. Hướng Thu Vân bị giọng nói yêu thương và sự cưng chiều trong mắt anh kích thích, phản ứng không được tự nhiên. Gặp phải nguy hiểm gì thì nó cho ông nội biết. Em biết phòng bệnh của ông ấy ở đâu mà. Hà Vũ Hào nắm tay của cô khuyên nhủ lần nữa, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, Hàn lão gia tử vẻ mặt ủ rũ, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thì chỉ khịt mũi quay người đi ra cửa. Nam ca đi theo sau ông. Vừa mới ra đến cửa, Hàn lão gia tử đột nhiên dừng lại nói với Nam ca: "Người ở lại đây đi, nếu như có người khác quấy rầy Hương Thu Vân, đừng có nói nhảm, cứ việc ném bọn họ ra ngoài. Còn ngài thì sao?" Nam ca ngập ngừng, Hàn lão gia tử nói không cần phải để ý đến ông, sau đó dài bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, nháy mắt chỉ còn hướng thu vân và nam ca ở trong phòng bệnh nam ca được lệnh của hạ lão gia đưa hướng thu vân vào trong ngục giam nhưng để trốn thoát cô đã ấn binh tai vào huyệt thái dương của hắn ta hai người vốn nảy sinh mâu thuẫn giờ lại ở chung một phòng nên có chút ngượng ngùng nam ca thì ngồi ghế nghịch điện thoại di động còn hướng thu vân thì nằm trên giường nhìn trần nhà không khỏi ngượng ngùng trong lúc nhất thời điện thoại của nam ca rung lên liền nói với cô Giàng Thiếu nhờ tôi nói cho cô biết, hôm nay Giàng Thiếu đã cắt đứt hợp đồng hôn nhân với Tống Gia. Anh ấy còn đưa ra một lá thư xin lỗi, dài gần 3.000 chữ trên phương tiện truyền thông nữa. Anh giúp anh ấy truyền tin, không sợ Hà Lão Gia Từ cho rằng anh phản bội sao? Hướng Thu Vân quay đầu nhìn anh. Nam Cà liếc cô một cái, mặc kệ cô tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại di động. Hướng Thu Vân cũng không cảm thấy xấu hổ, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đi chỗ khác. Giang Minh Thắng thật sự đã hủy bỏ hôn ước với Tống Gia. Giang Gia lại cho phép hắn làm chuyện này hay sao? Đến bữa tối, Hà Vũ Hào không có về, nhưng Vu Tuệ Doanh và Hương Bách Tùng lại đến. Hai người mang theo một số món ăn mà cô thường thích. Cả nhà ba người cùng nhau ngồi ăn tối, hiếm thấy không có cãi vã. Nam Cà thấy Hương Thu Vân không có ý ném hai vợ chồng này ra ngoài, nên tiếp tục ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Bữa cơm ăn gần xong, Hương Bách Tùng hỏi, Hân Yên suýt chút nữa làm cho con xảy thai sao? Nếu như ông đã biết rõ sự tình, cũng không cần phải hỏi thêm có đúng không? Hướng Thu Vân đặt đũa xuống chăm chọc nói. Hay là ông muốn giống như vụ tai nạn xe cổ hai năm trước, giả vờ ngây ngốc, đồi trắng thành đen, đầy tất cả tội danh cho tôi? Vu Tuệ Doanh nghe xong thì liền đỏ cả mặt, hoài nghi nhìn hướng Bách Tùng. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Nghe gió chính là mưa. Hướng Bách Tùng cao mày nói với bà Khi quay sang hướng Thu Vân Sắc mặt của ông dịu đi rất nhiều Nam ca ở bên cạnh cũng không có nói nhiều Hướng Thu Vân có chút kinh ngạc Nhưng cũng không có lộ ra nửa phần Xem ra sau khi hạn lão gia tử Rời khỏi chỗ này Ông đi cảnh cáo cha con sang xa Hóa ra ông quan tâm đứa nhỏ này Nhiều hơn cô tưởng Tặng nghĩ Hạ lão gia tử đối với cháu dâu Là con khá là hài lòng đó Hướng Bách Tùng nói nhưng còn hiện tại chỉ có một mình thôi. Nếu gà cho Vũ Hào cũng không có tốt lắm. Tốt hơn hết là nên trở về hướng ra trước đi. Nghe vậy, Nam Ca thản nhiên liếc lại đây. Sau đó tiếp tục nghịch điện thoại di động. Như sợ hướng Thu Vân từ chối, hướng Bách Tùng rất nhanh liền bổ sung vài chữ. Nếu như trở về hướng ra mà cảm thấy không vui, có thể dọn ra ngoài bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có thể có bất cứ điều kiện gì nữa. Con thấy thế nào? Vũ Tuệ Doanh vội vàng đồng ý. Ừ, Thu Vân à, chỉ cần con về nhà thôi, con có thể ra bất kỳ điều kiện gì. Không phải là con không hài lòng với việc ba con không cho con và anh trai vào công ty sao? Mẹ có thể chuyển toàn bộ 20% cổ phần cho con. Hướng Bách Tùng ho khan một tiếng. Chuyện này sau này sẽ bàn, ít nhất để cho Hướng Thu Vân và A Quân vào công ty tìm hiểu trước đã. Vụ tuệ doanh bất mãn. Học tập cùng với chuyển cổ phần cho bọn nó thì cũng không có mâu thuẫn gì cả. Đương nhiên là không có mâu thuẫn gì. Nhưng Hướng Tùng không muốn bà truyền cổ phần cho tôi và anh trai. Hướng Thu Vân trầm chọc nói, nếu như bà nói truyền số cổ phần này cho Hướng Đồng, ông ấy nhất định sẽ không từ chối đâu. Vu Tuệ doanh tái mặt, Thu Vân, còn sao lại nghĩ ba con quỷ quyệt rồi? Hướng Bách Tùng đứng đắn nói, bà không để mẹ con truyền cho con 20% cổ phần, bà chỉ lo sau khi lấy những cổ phần này, con sẽ bị lừa thôi, chính là như vậy mà. Hướng Thu Vân nói, vậy thì ông cho rằng Hạ Vũ Hào sẽ lừa tôi sao? ánh mắt của hướng bách tùng chật lẽ còn chưa kịp trả lời cô đã nói hướng phu nhân chuyển cổ phần sang tên cho tôi tôi sẽ để cho hạ vũ hào quản lý như vậy hướng tổng sẽ không còn lo lắng chưa ta cũng không phải là chỉ lo lắng chuyện này sự hung hăng của cô khiến cho hướng bách tùng nhíu mày bất mãn mẹ con còn chưa có chuyển cổ phần cho con thái độ của con như thế này nếu như mẹ con chuyển hết cổ phần cho con chẳng phải con sẽ cưỡi lên đầu của bà ấy sao nghe đến đây, Vu Tuệ Doanh vội vàng nói: Tôi tin Thu Vân sẽ không làm chuyện này đâu. Chỉ cần Thu Vân đồng ý về nhà, để tôi làm gì cũng được hết. Bà thậm chí không do dự một chút nào. Rõ ràng là từ tận đáy lòng bà đã nghĩ như vậy. Hướng Thu Vân nhìn đôi mắt sáng ngời mong đợi của bà, trong lòng cảm thấy khá bất an. Mẹ có thể làm bất cứ điều gì cho gia đình và mọi thứ, nhưng thật đáng tiếc. Hướng Bách Tùng trong tiềm thức muốn cử tuyệt, nhưng ông lại đòi lời. Mẹ con đã hy sinh nhiều như vậy, hiện tại con sẽ đồng ý về nhà chưa? Im lặng, hướng Bách Tùng thấy ông đã nhượng bộ nhiều như vậy. Hướng Thu Vân vẫn chỉ là do dự, sắc mặt không có tốt lắm. Vũ Tuệ Doanh nhìn hướng Thu Vân đầy mong đợi, tìm cũng muốn nhảy lên tới cổ rồi. Mẹ đã nhượng bộ nhiều như vậy rồi, nếu như cứ cự tuyệt, thật là quá thiếu hiểu biết. Hướng Thu Vân nói, nhưng tôi còn có hai điều kiện nữa. Khi Vũ Tuệ Doanh nghe thấy hướng Thu Vân gọi mình là mẹ, hai tròng mắt lập tức đỏ lên, nước mắt rơi lạ trả. Còn nói đi, hướng Bách Tùng nói, hướng Thu Vân. Một là giống như ba đã nói, tôi muốn cùng với anh trai trở về công ty để học tập. Thứ hai, Hạ Hà Vũ Hào sẽ cùng về nhà với tôi. Giọng nói vừa rơi xuống, hướng Bách Tùng đứng lên, dứt khoát nói, không. Tại sao lại không được? Vô tuệ xoành ứa nước mắt chừng mắt nhìn ông phản bác lại. Lúc trước, chúng ta mới vừa mới nói, chỉ cần... Chỉ cần Thu Vân trở về nhà, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Hướng Bách Tùng nhận thấy phản ứng của mình có chút quá bạo lực. Bình tĩnh trở lại. Thu Vân không biết gì, vào công ty để làm gì. Con bé không thể đảm đương một vị trí quá cao. Nhưng con bé cũng không thể đi từ dưới lên. Con bé không chịu được cái khổ như vậy. Tôi hiểu rất rõ. Không thử một chút, ba làm sao biết tôi không chịu nổi. Hướng Thu Vân chậm lại. Hay là... Ba sợ anh tôi cùng với anh trai làm ăn quá tốt, Công ty liền phải giao đến tay của chúng tôi. Về mặt của Vũ Tuệ Doanh thay đổi, nhìn hướng Bách Tùng. Vì con đã nói, có thể chịu đựng khó khăn này. Bà cũng không để nói gì thêm nữa. Nếu như con muốn gia nhập công ty, bà sẽ thu xếp cho con. Nhưng con và Vũ Hào chưa có đính hôn, cũng chưa kết hôn. Con để nó sống ở hướng ra. Người khác sẽ nói gì về con đây? Hướng Bách Tùng nói. Hướng Thu Vân trực tiếp nhìn ông hỏi. Tại sao tôi phải quan tâm đến những gì người khác nói chứ? Nước bọt có thể dìm chết người con còn quá nhỏ không hiểu chuyện. Hướng Bách Tùng lại ngồi xuống, nhưng vô tình đưa tay chạm vào chiếc đũa. Chiếc đũa liền rơi xuống đất. Ông nhìn xuống, không nhặt nó lên, dẫm lên và đá sang một bên. Hướng Thu Vân lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó thì thảo nói. Hai năm nay, tôi đều bị người ta phun nước bọt, cũng không phun chết được tôi. Được rồi, đừng ồn nào nữa, cứ như vậy đi. Vụ tuệ doanh hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt yếu ớt như thường, nhưng lần này nói năng rất có uy lực. Trở về, tôi định truyền nhượng cổ phần cho Thu Vân và A Quân. Bách Tùng à, anh sắp xếp vị trí cho Thu Vân. Sau đó khi Thu Vân khỏe lại, con bé sẽ cùng với Vũ Hào về nhà. Thế là xong. Hướng Bách Tùng muốn nói thêm gì đó, nhưng khi ánh mắt ông chạm vào ý cười mỉa mai nơi khóe miệng của hướng Thu Vân, ông lại nuốt xuống. Tập đoàn Hạ Thị, trong phòng họp, Hạ Lão Gia từ ngồi ở trên đầu, bên trái là hạ lão đại nắm giữ cổ phần một ít cổ đông có thể nói đến trong đó có phong đồng không biết bận việc gì thư ký liền thay hắn đi họp bên phải hắn có hạ nhuận trạch và hạ vũ hào sau đó là một đám cao tầng của hạ thị tập đoàn tại cuộc họp một số lãnh đạo cấp cao đầu tiên là báo cáo về tình hình gần đây của công ty sau đó hạ lão gia từ theo hạ lão gia từ nói về phương hướng phát triển của công ty trong hai năm qua Thảo luận xong xuôi hết thảy, Hà lão gia tử nhìn quanh một lần hỏi, mọi người còn có ý kiến gì khác không? Còn có." Hà lão đại giơ tay lên, không trực tiếp nói mà hỏi Trợ Lý đang ngồi đối diện, "Trợ Lý Lý, anh là người liên hệ với thanh tra sao?" Trợ Lý Lý gật đầu, Hà lão đại nói, "Nghe nói hôm nay giám định đã hoàn thành rồi, chứng tỏ Vũ Hào vô tội có đúng không?" "Đúng vậy." Lý Tồn Húc nói. Nguyên giám đốc tài chính khẳng định Hạ Tổng chiếm dụng công quỹ uy hiếp hắn động tay động chân trên tài khoản. Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện ra rằng tài khoản đúng là đã bị thao túng, nhưng không có liên quan gì đến Hạ Tổng. Giám đốc tài chính cũng nói rằng anh ấy bị ám ảnh bởi tiền nên đã viền thù công quỹ. Hiện tại, anh ấy đang bị điều tra, kết quả điều tra cũng chưa rõ ràng. Hạ Lão ra từ bắt chuyện. Có thể chứng minh Vũ Hào không có liên quan gì đến biển thù công quỹ, đương nhiên là tốt. Nghĩ đến người nhà họ hạ còn không có điểm mấu chốt mà đi biển thủ công quỹ thì thật là... Ông ta nhìn quanh một lần và đưa ra quyết định cuối cùng. Không có gì khác, có phải không? Cuộc họp kết thúc. Khi giọng nói rơi xuống, ông đã đứng dậy sẵn sàng đi ra ngoài. Bà, đừng nóng lòng như vậy. Hạ lão đại đứng lên nắm lấy tay ông, bất lực nói. Còn còn chưa có nói xong, Hà Vũ Hào cùng với một số cổ đông và giám đốc điều hành công ty đều không ngạc nhiên về điều này. Thật ra chỉ có Hạ Lão Gia Từ và Hà Lão Tam cùng với các con trai của ông ta là ngạc nhiên về điều này thôi. Còn có chuyện gì muốn nói về nhà lại nói sau không được sao? Hà Lão Gia Từ vốn đã không vui. Hà Lão Đại cười nói nếu như có thể về nhà, con đương nhiên sẽ không nhắc tới ở đây. Nhưng chuyện này cần có sự chứng kiến và tham gia của các cổ đông vì có vấn đề lớn cần bàn bạc sao chúng tôi không nói trước chứ hà nhuân trạch nhẹ nhàng nói thời gian họp đáp được xác định từ sáng sớm chú đột nhiên kéo mọi người cùng nhau thảo luận tôi sợ nó sẽ làm chậm tiến độ của nhiều người đó nghe điều này một vài người khá quan trọng trong cuộc họp liền nói trùng hợp là hôm nay tôi không có việc gì để làm cứ ở lại đây thêm một lúc nữa cũng không sao những gì hạ tiên sinh nêu ra trước công chúng hôm nay nhất định phải có ảnh hưởng lớn đến công ty tôi nguyện ý lắng nghe ba giờ nữa ta mới có chuyến bay vẫn còn thêm chút thời gian nữa mọi người khác có người vẫn giữ im lặng có người thì phù hòa theo nói như vậy hà lão gia tử lại chỉ có thể ngồi xuống để nhiều người như vậy hợp tác anh ba cũng không tốn ít thời gian và tâm tư có đúng không đôi mắt hồ ly của hà nhuẩn trạch nhìn một chút hà vũ hào thở ơ nói người chết vì tiền chim chết vì mồi mọi người đều chỉ vì lợi ích của bản thân mà hợp tác liên quan gì đến tôi chưa hà nhuận trạch vặn mờ chai nước khoáng uống một hớp nói nhỏ có quan hệ hay không trong lòng anh ba tự rõ nhưng là em trai tôi phải nhắc nhở anh nếu như anh làm quá nhiều hành động nhỏ phía sau sợ rằng ông nội sẽ không hài lòng đâu ông nội có hài lòng với tôi bao giờ sao hà vũ hào hỏi hà nhuận trạch nở nụ cười đương nhiên trước kia ông nội làm cho anh làm chủ tịch đó không phải là khẳng định năng lực của anh sao đáng tiếc anh lại làm hỏng theo ý kiến của cậu, đó là hài lòng sao? Loại hài lòng đó tôi không cần đâu. Lông mày của Hà Vũ Hào hiện lên một tia mỉa mai nhàn nhạt, nhạt, Hà Nhuận Trạch lắc đầu, tôi vốn tưởng rằng anh ba khá thông minh. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh hơi ngốc. Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao lại vì một người phụ nữ mà hủy hoại sự nghiệp của mình chứ? Nghe đến đây, Hà Vũ Hào mỉm cười. Vậy thì cậu nghĩ xem, tại sao ông nội lại thích cậu hơn? Hạ Nhuận Trạch trở nên cứng đơ, nước ra tái nhợt. Chỉ vì một người phụ nữ, Hạ Vũ Hào chậm rãi nói. Nhuận Trạch, nếu như cậu không phải là con đẻ của người phụ nữ đó, hoặc Tam Thúc không phải là con của ông nội và người phụ nữ đó, cậu nghĩ cậu sẽ thế nào đây? Hạ Lão Gia Từ tổng cộng đã cưới ba người phụ nữ, trong đó có vợ đầu sinh ra Hạ Lão Đại và hai cô con gái. Người vợ thứ hai tính kế ông để lên giường và sinh ra ba của Hạ Vũ Hào người vợ thứ ba là người mà hạ lão gia tử yêu thích nhất sinh hạ hạ lão tam về phần chu di người mà hiện tại đang ở cùng với ông là người yêu của ông từ năm hai mươi tuổi nhưng chưa bao giờ trở thành vợ của ông nghe được lời nói của hạ vũ hào hạ nhuận trạch trong lòng cười thầm một tiếng cười hỏi anh ba có ý gì đây tôi không có ý gì hết hạ vũ hào nhẹ vỗ về anh ông nội đang nhìn đấy đừng có nói lung tung nữa Hạ nhuận trạch ngẩng đầu nhìn thấy Hạ lão gia từ vẻ mặt bất mãn nhìn về phía bên này. Lần này truyền sổ sách tài khoản rõ ràng là có người vu hại Vũ Hào, còn nghĩ nên kiểm tra kỹ càng. Hạ lão đại nói. Hạ lão gia từ hừ lạnh một tiếng. Việc điều tra là chuyện của đồn cảnh sát, người không cần phải lo lắng. Chuyện này người giữ chúng ta lại đây là muốn nói chuyện này sao? Đương nhiên là không phải. Hạ lão đại nói con nói chuyện này chỉ là muốn hỏi ba ba đột nhiên loại bỏ vũ hào khỏi vị trí chủ tịch là vì chuyện biển thù công quỹ kia sao nếu không thì là vì cái gì chứ chuyện xấu trong nhà không thể tiết lộ ra ngoài hà lão gia từ nhíu mày đúng vậy thì chuyện kia là vũ hào bị hãm hại có phải là không nên loại bỏ nó khỏi vị trí chủ tịch không hà lão đại nói hà lão gia từ liên tục thay đổi chủ tịch không tốt cho sự phát triển của hạ thị nếu như là bên truyền thông đưa tin cổ phiếu của hạ thị sẽ bị giảm sút đúng vậy hà lão đại nói khi vũ hào làm chủ tịch hiệu quả hoạt động của công ty tăng đều giá cổ phiếu cũng tăng cao nếu như chủ tịch đột nhiên bị đổi thành nhuận trạch e rằng giá cổ phiếu sẽ giảm xuống hà lão ra từ hử lạnh một tiếng nhìn chằm chằm vào ông hà lão đại coi như không nhìn thấy lại tiếp tục nói cũng may là chưa truyền xong chủ tịch nhuận trạch còn chưa được công bố làm chủ tịch cá nhân con nghĩ để cho Vũ Hào tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch thì tốt hơn. Người nghĩ như vậy sao? Hà Lão Gia Từ uy lực nói. Hà Lão Đại không nói thêm mà là nhìn về phía chỉ cả chị hai của mình. Con gái lớn của Hạ Gia vung tay lên nói. Bà, con cũng cho rằng Vũ Hào tiếp tục làm chủ tịch. Tập đoàn là có lợi cho sự phát triển của tập đoàn. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là công ty gia đình mà là một nhóm lớn với các cổ đông khác khi chúng ta đưa ra lựa chọn cũng phải xem xét lợi ích của các cổ đông khác và không nên chỉ hành động theo ý của mình đúng vậy con gái thứ hai của nhà họ hạ gật đầu ba hạ diễn đạt tương đối khéo léo nhuận trạch không tệ nhưng vũ hào đã làm chủ tịch hai năm so ra thì thích hợp với vị trí này hơn anh hai anh cũng nói nhuận trạch không tệ chút nào hạ lão tam tức giận đứng lên nói nếu như nhuận trạch trở thành chủ tịch, sự phát triển của tập đoàn cũng chỉ có thể tốt hơn mà thôi. còn gái lớn của hạ gia mỉa mai, chú ba, ý của chú ba là lúc trước không nhìn rõ người nên giao chức chủ tịch cho vũ hào hay sao? đừng có hiểu lầm ý của tôi. hà lão tam nhanh chóng liếc nhìn hà lão gia từ, sắc mặt đỏ bừng. nhuận trạch nhỏ tuổi hơn vũ hào, cho nên lúc trước bà mới giao chức chủ tịch cho vũ hào, cùng với nhìn người rõ ràng hay không có quan hệ gì chứ? con gái lớn của hạ sa hai tay ôm ngực khinh thường nói với phong độ hiện tại của vũ hào có mấy người có thể so sánh được chứ anh muốn để con trai của mình làm chủ tịch làm thí nghiệm nếu như nó quản lý công ty không tốt như vũ hào thì sao đây chính chúng ta là người bị mất quyền lợi trực tiếp đúng vậy con gái thứ hai của họ hạ cũng lên tiếng hạ nhuận trạch đứng lên nói cô cả cô hai lo lắng của các cô là hoàn toàn không cần thiết cháu và anh ba đã từng làm giám đốc tiếp thị Thành tích trong lĩnh vực này cũng tương tự. Nếu như cô không tin cháu, cô có thể xem báo cáo. Lý do mà hôm nay tôi dám nói như vậy, vì tôi đã đọc báo cáo rồi. Con gái lớn của nhà họ Hạ, nghiêng người nhìn anh. Cậu có biết bà Ron là khách hàng lớn của công ty đến từ đâu không? Hạ Nhuận Trạch chấm ngắt một lát, là do Vũ Hào đã ký. Con gái lớn của Hạ Sa châm chọc nói, Vũ Hào làm giám đốc tiếp thị một năm đã ký hợp đồng với hai khách hàng lớn còn cậu cũng làm giám đốc tiếp thị gần hai năm rồi khách hàng đã ký hợp đồng có ai có thể so sánh như baron chưa hà nhuận trạch sắc mặt đột nhiên đò bừng vậy mà còn không biết xấu hổ khi nói rằng thành tích giống với vũ hào sao con gái lớn của hạ Sa nói rất sắc bén cậu nên cầm báo cáo của vũ hào năm đó cùng với cậu so sánh một chút xem cậu ấy tiến bộ bao nhiêu rồi còn cậu so với cậu ấy thì tiến bộ được bao nhiêu cô nặng nề khịt mũi Vũ Hào mấy năm nay đã đưa toàn bộ tập đoàn đi lên, cũng không khoe khoang gì về bản thân. Còn cậu, một giám đốc tiếp thị nhỏ, căn bản là đứng im, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra chuyện này. Tôi thật không biết nói gì nữa. Về mặt của Hạ Nhuận Trạch thay đổi, mặt nóng bừng, xấu hổ đến cực điểm, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chị à, Hạ Lão Tam lớn tiếng nói, Vũ Hào và Nhuận Trạch đều là cháu của chị, sao chị có thể bất công như vậy chứ? con gái lớn của hạ gia lạnh lùng nói tại cuộc họp này tôi chính là một cổ đông ai có thể giúp tôi kiếm nhiều tiền hơn thì tôi liền muốn người đó làm chủ tịch hà lão tam sắc mặt tái nhợt chị đủ rồi Hạ lão gia từ vỗ bàn một cái quát câm miệng hết thầy cho ta con gái lớn của hạ gia ngây người ngồi xuống hà lão tam rất không muốn Bà... ba ban nhìn chị cả nói người cũng im miệng đi hà lão gia từ gắt gao ngắt lời nói ngồi đi hà lão tam trừng mắt nhìn mọi người hạ ra đặc biệt là hạ vũ hào sau đó vẻ mặt khó coi ngồi xuống hà lão gia tử nhìn quanh một tuần tập trung vào một ít cổ đông không phải là người nhà họ hạ vẻ mặt ảm đạm người cũng muốn vũ hào làm chủ tịch sao vài người nhìn nhau nhưng không có ai trả lời theo ý kiến của tổng giám đốc phòng thư ký thay phong tổng nói không khiêm tốn cũng không hống hách so với anh hạ nhuận trạch Tổng giám đốc phòng tin tưởng vào năng lực của anh Hạ Vũ Hào hơn. Nếu như Hạ Chủ tịch hôm nay kiên trì muốn để Hạ Nhuận Trạch làm Chủ tịch, Tổng giám đốc phòng sẽ rút vốn đầu tư vào Hạ Thị và bắt đầu bán lại cổ phần của anh ấy sau cuộc họp này. Trên thực tế, nhân cơ hội lấy lại cổ phần ở Tổng giám đốc phòng cũng là một lựa chọn tốt của Hạ Gia, có thể củng cố quyền lợi lên tiếng chống lại tập đoàn Hạ Thị của Hạ Gia. Nhưng bây giờ, người nhà họ Hạ đang bị phân tâm, mỗi người đều có những suy nghĩ thần trọng riêng, khó có thể gom đủ tiền để mua số cổ phiếu này. Và một khi số cổ phần này rơi vào tay của đối thủ của Hạ Thị, chẳng hạn như tập đoàn Bùi Thị, sẽ sáng một đòn chí mạng cho Hạ Thị. Hạ Lão Gia Từ trên mặt đèn lại một mảnh đen kịt trầm giọng nói. Người chắc chắn là Tổng Giám Đốc Phong nói như vậy chứ? Là thật đó, Thư Ký nói. Nguyên văn là như vậy con gái lớn của hạ gia hai tay ôm ngực chế nhạo cho dù ba không sợ tổng giám đốc phòng thoái vốn cổ phần của ba và lão tam cộng lại cũng không lớn bằng của chúng ta có đúng không những gì các người nói lúc trước đều đúng việc thay đổi chủ tịch sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hạ thị trần tướng tham hồ công quỹ cũng đã làm rõ để vũ hào tiếp tục làm chủ tịch đi cuộc họp kết thúc hàn lão gia từ nói xong sắc mặt cũng trầm xuống liền đối với hạ vũ hào về mặt ảm đạm xài bước đi ra ngoài Hạ Nhuận Trạch đứng lên trầm mặc nhìn Hạ Hà Vũ Hào. Chúc mừng anh ba. Cảm ơn. Hạ Hà Vũ Hào dựa vào ghế dựa nói. Cậu đừng quá nản lòng. Ngày nào đó tôi không muốn làm chủ tịch nữa. Tôi sẽ nhường lại cho cậu. Hà Nhuận Trạch nở nụ cười. Không cần. Anh ba thật khách sáo. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại. Ông nội nói nhiều rồi. Cho con chó một khúc xương. Để nó bắt thêm con mồi cho chúng ta. Là chúng ta kiếm được. Chỉ hy vọng các người đang không phải nuôi một con sói. Hạ Hà Vũ Hào nói. Hà Nhuận Trạch vẻ mặt cứng đơ Sau đó nở nụ cười Là sói cũng không có gì đáng sợ Đều là chó cả thôi Đều là lũ xúc sinh Cậu nghĩ xem chú là em họ của xúc sinh Thì chú sẽ là xúc sinh Là người hay là không bằng heo chó xúc vật Hà Vũ Hào Hai chân thon dài ghép lại cùng một chỗ Dù bận thì vẫn ung dung nói Hà Nhuận Trạch trong mắt lóe lên Một tia nham hiểm Anh bà nói chuyện tốt hơn hết Là đừng nên quá kiêu ngạo Ồn quá Hà Vũ Hào nói, nghe nói nếu như con chó ồn ào quá thì cứ ném cho nó một khúc xương liền được rồi. Nhuận Trạch nghĩ có tác dụng gì không? Vẻ mặt của Hạ Nhuận Trạch thay đổi, nhưng anh ta không trả lời cuộc trò chuyện mà rời đi với một vẻ mặt khó coi. Hà Vũ Hào vừa đứng dậy đi tới trước mặt của thư ký của Tổng Giám Đốc Phong nói, lần này là tôi nợ Tổng Giám Đốc Phong một ân tình. Để cho Hạ Tổng nợ ân tình thì thật không dễ dàng chút nào. Thư ký cười nói, nhưng tổng giám đốc phòng đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy anh ấy nhờ tôi nói với anh anh ấy làm vậy là vì lợi ích tối đa không phải là để giúp đỡ một cách có chủ ý anh không cần phải cảm thấy mắc nợ người khác hà vũ hào mỉm cười vậy thì tôi đây là nhờ hào quang của mộng hàm rồi thư ký có ý vị mỉm cười nhưng không có ý kiến gì khác nói một câu phải trở về báo cáo với tổng giám đốc phòng sau đó vội vàng rời đi Hầu như tất cả mọi người trong phòng họp đều đã rời đi, chỉ còn lại Hàn lão đại và Lý phó tổng. Sau khi nhìn thấy Hạ hà Vũ Hào nói chuyện với thư ký của tổng giám đốc phòng, anh ta cười đi tới, "Chức vụ chủ tịch vẫn là của cậu, chúc mừng." "Cảm ơn chú." Hạ hà Vũ Hào nói, "Cũng phiền chú giúp cháu nói lời cảm ơn với cô cả và cô hai." hà lão đại xua tay, "Đều là người một nhà, tại sao phải nói hai lời chứ?" thành thật mà nói khi ông nội cậu dùng cổ phần để dụ dỗ ta và yêu cầu ta ủng hộ nhuận trạch làm chủ tịch ta quả thực có chút động tâm nhưng ta lại cùng với chị cả và chị hai nghiêm túc suy nghĩ ta vẫn cảm thấy thân thiết với cậu hơn nghe đến đây hà vũ hào trong mắt lóe lên một tia châm chọc rất mỏng manh sau đó chân thành cảm tạ nói một đống lời khách sáo vũ hào không cần phải khách sáo hạ lão đại nói chúng ta không yêu cầu gì khác chỉ cần cháu chăm chỉ là được rồi Hà Vũ Hào vui vẻ đáp lại. Hà Lão Đại lại nói tới đây, ra vẻ rất tự nhiên. Cháu cùng với Tổng Giám Đốc Phong, từ khi nào quan hệ lại tốt như vậy? Tổng Giám Đốc Phong là thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Cháu với anh ấy làm sao có quan hệ tốt được chứ? Hà Vũ Hào thở dài. Vừa rồi chú cũng nghe đây, thư ký của anh ấy nói, anh ấy làm vậy. Chỉ là để tối đa hóa lợi ích, kỳ thực lý do cũng giống như chú và các cô muốn duy trì chức chủ tịch cho cháu thôi. Hà Lão Đại giả bộ tức giận chúng ta ủng hộ cháu là bởi vì thật sự không chịu nổi ông nội cháu đối xử quá bất công, không liên quan gì đến tổng giám đốc phòng hết. Cả hai trao đổi thêm vài lời trước khi chia tay, giải quyết xong chuyện này, anh có thể thoải mái một khoảng thời gian. Phó chủ tịch Lưu tháo nắp chai nước khoáng uống cạn, chút nước còn lại đặt lên trên bàn. Hà Vũ Hào rũ mắt xuống, hàng mi dày và cong che bóng trên gương mặt anh. Tôi không có nửa cổ phần trong tay, tôi là đang làm công cho người khác làm sao có thể thoải mái chứ? Điều này thật sự không dễ trả lời. Lý Phó Tổng trầm ngâm một chút, thuyết phục. Cơm thì phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Người ủng hộ, Hạ Lục Thiếu đi hết, cầu hành sự cũng sẽ dễ dàng hơn. Thật ra ngoài Hạ Lão Tam gia, Hạ Sa cũng không có ai lương thiện hiền lành gì. Ông ta nói lời này để chỉ để an ủi anh mà thôi. Hạ Vũ Hào không tiếp tục đề tài nữa mà hỏi, bên phía Giang Thị như thế nào rồi? tâm tình vẫn nộ, cổ phiếu tiếp tục giảm xuống cực hạn. Chẳng qua là Giang Thiếu, Lâm Lão Già Tử cùng với mấy người khác của Giang Gia đều chủ động xin lỗi. Hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Giang Thị vẫn giảm, nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Lý Tổng nói, Hà Vũ Hào gật đầu, người bên kia nói cái gì? Lý Phó Tổng trả lời, lúc đầu thì có các cổ đông lớn định thoái vốn, nhưng Chủ tịch Giang và Giang Tiểu Thư không biết đã hứa hẹn gì nên bọn họ không nhắc tới chuyện thoái vốn nữa. Tuy nhiên, có một số cổ đông nhỏ tuổi thiện cận chưa được xoa dịu, họ lo ngại cổ phiếu tiếp tục rớt giá như thế này nên đã có kế hoạch bán cổ phiếu. Có Giang Tiểu Thư, Giang Tổng và Giang Lão Gia đều ở đó, khả năng cổ phiếu giảm giá lần này là rất khó. Nếu như cậu chuẩn bị mua cổ phiếu của tập đoàn Giang Thị, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Hà Vũ Hào cũng không đồng ý với ý kiến này lắm, hỏi. Anh có biết ông nội đã cảnh cáo Hân Yên chuyện gì không? Có nghe được. Lý Tổng nói, Hà Vũ Hào, việc Giang Gia lợi dụng Hạ Gia xâm nhập thị trường đồ điện khiến cho ông nội tôi rất bất mãn. Ông ấy sẽ không buông tha cho Giang Gia đâu. Ý anh là... Chờ Hạ Gia ra tay, chúng ta sẽ thu mua cổ phần từ chỗ cổ đông thiểu số đó sao? Lý Tổng hỏi, nếu như Hạ Gia ra không ra tay thì sao đây? Hà Vũ Hào kiên quyết nói, ông nội nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó sẽ tận dụng mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn Giang Thị từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ kia quá dễ dàng để bị phát hiện khi lấy nó từ tay các cổ đông nhỏ. Đúng như Hà Vũ Hào dự đoán, Hà Lão Gia Tử rất bất mãn với Giang Gia, liền an bài người tung tin tức về tập đoàn Giang Thị. Mãi đến khi Giang Lão Gia từ tiến lên cầu hòa, hứa hẹn lợi ích về sau thì mới cùng với Giang Gia nối lại chuyện xưa. Đối mặt với lợi ích tuyệt đối, không có kẻ thù vĩnh viễn và không có bạn bè tuyệt đối, Hướng Thu Vân đóng vai bệnh nhân ở bệnh viện mấy ngày, sau đó thì cùng với Hạ Vũ Hào trở về hướng ra. Trong khoảng thời gian này, Giang Hân Yên vẫn luôn luôn trầm mặc, giống như là từ bò dãy ruộng dường như mọi chuyện đang trở nên tốt hơn. Hạ Vũ Hào cũng đến hướng ra, hướng quần rất bất mãn, thạch cao trên người anh cũng đã được cởi bỏ, sắn tay áo định đánh Hạ Vũ Hào, cuối cùng lại bị Lâm Quỳnh Chi kéo đi. A à, quân à, đừng làm ồn, những chuyện Vũ Hào làm trước đây cũng là do người khác cưỡng chế, không trách được nó đâu. Hướng Bách Tùng mắng. Hướng quân nặng nề khịt mũi đối với Hạ Vũ Hào nói. Đến cả người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được thì tính gì là nam nhân chứ. Cảm ơn anh đã sao hướng thu vân cho em, sau này em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hạ Vũ Hào nắm lấy tay hướng thu vân trình trọng nói. Còn mẹ nó, kêu anh cái gì mà anh, ai là anh của cậu. Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Hai mắt của hướng quân hơi tròn to, giống như là con mèo bị dẫm lên đuôi vậy. Còn có, ai nói với cậu là tôi sẽ gà Thu Vân cho cậu, nói nhàm cái gì vậy? Anh ta lo lắng đến mức phát ra những lời bẩn thỉu đến nỗi Lâm Quỳnh Chi chừng mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta cũng không thèm để ý. Người phụ nữ của tôi không phải chính là thừa nhận hướng Thu Vân là người phụ nữ của em sao? Anh... Hạ Hà Vũ Hào hắt nhẹ môi dưới, cố tình nhấn mạnh từ cuối cùng. Lồng trên người của hướng quân dựng đứng cả lên, cả người giống như một con chó sù, tức giận đến mức không nói được lời nào, khuôn mặt đỏ bừng. Hướng Thu Vân mím môi nói nhỏ, đừng có trêu chọc anh trai tôi nữa. Hạ Hà Vũ Hào siết chặt lòng bàn tay thản nhiên nói, anh đang muốn xoa dịu quan hệ với anh rể. Hướng quân theo dõi động tác nhỏ của anh ta, ánh mắt gần như là nhìn chầm chầm vào mặt của anh ta, anh chen vào giữa hai người đẩy hà vũ hào ra phía sau hương quân vẫn còn hơi cố chấp chuyện hạ tổng đã làm trước đây người này chỉ toàn cơ bắp thôi đừng quá để tâm làm gì lâm quỳnh chi đi bên cạnh chùi đít cho chồng như trước hà vũ hào vẫn luôn đi theo hướng thu vân chỉ hờ hững nói chị dâu gọi em là vũ hào được rồi chị đừng khách sáo về phần anh trai anh ấy là vì đau lòng cho thu vân nên mới thành cái dạng này thôi em rất hạnh phúc lâm quỳnh chi nghe một tiếng chị dâu phức tạp cười có chút hiểu được tâm tình của hướng quân để loại bỏ con người đáng ghét hạ Hà vũ hào hướng quân cố ý tăng tốc dẫn hướng thu vân vào trong phòng trước của cô căn phòng giống hệt như lúc cô rời đi hai năm trước thậm chí chiếc váy kia bị bỏ rơi trong bữa tối sinh nhật của cô vẫn bị ném ở trên giường như thề cô chưa từng rời đi mẹ trước kia trách em hại sang hân yên là vì cha đánh em nhưng từ đầu đến cuối, mẹ đều muốn em trở về. Sau khi em rời đi, mẹ sẽ tự mình dọn dẹp phòng cho em mỗi ngày. Nếu như mỗi ngày nhớ quá nhiều thì liền dọn dẹp nhiều lần. Có lúc tiếng đồng hồ chỉ ngồi ở trên giường, giọng nói của hướng quân thấp hơn bình thường rất nhiều. Hướng thu vân cụp mắt xuống, chậm rãi vuốt ve những thứ trong phòng, trong lòng thật ngột ngạt. Đồ trong phòng của cô ấy được bảo quản rất kỹ, có thể thấy bà ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Mẹ, trong thời gian đó cũng bị trầm cảm. Sau này chữa trị một thời gian thì đỡ hơn. Trong khoảng thời gian này, mẹ lại tái phát. Có lần anh thấy mẹ lén uống thuốc. Thu Vân, anh không phải là người thông minh. Nhưng anh biết điều em đang lo lắng. Dù sao thì anh cũng không biết phải nói như thế nào. Hương quân cáu kình túm lấy tóc của mình. Bệnh trầm cảm sao? Hương Thu Vân kinh ngạc nhìn anh. Môi và ngón tay ghẽ run lên. Sắc mặt tái nhợt. Bệnh trầm cảm tái phát sao? Sao anh không nói cho em biết? Hai chữ cuối cùng rất khó nói, gần như là vắt ra khỏi cổ họng. Hướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì nữa. Mặt lộ ra vẻ cáu kình, đưa tay kéo lấy mái tóc vừa nhuộm lại thành màu đen để tỏ vẻ trầm ồn của mình. Đây chính là ngầm thừa nhận. Hướng thu vân sắc mặt trắng bệch, dựa vào vách tường bên cạnh. Trai tim như bị một bàn tay to vô hình nắm giữ, buồn tẻ, chán nản đến cực điểm. Hương quân không nói thêm lời nào, cả căn phòng im lặng đến mức kim trầm rơi xuống. Sự im lặng này giống như là một kích đè nặng lên thần kinh của Hương thu vân. Đây là... Cửa phòng đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Ba ba, kéo tóc thêm lần nữa, liền trở thành người hói đó. Cặp song sinh chạm cửa, chị gái chống nạnh trừng mắt lên án. Cậu em cười đến mức không thấy mắt, gật gà gật gù như mếu. Tiếng vang lên, hướng quân quay đầu lại để huấn luyện hai cặp song sinh chị gái nhăn mặt với anh xoay cái mông nhỏ quay lưng về phía anh rồi bỏ chạy em trai học theo chạy được hai bước thì cậu bé ngã trong vó rồi lại vùng dậy với cái mông của mình lắc lư đuổi theo chị gái cũng chỉ có bọn nó mới vậy nếu như người khác đối xử với ta như vậy xem ta có lột da của bọn họ không hướng quân mặt mũi tràn đầy bất lực nhưng lại đầy vẻ yêu chiều không hề có chút tức giận Hướng Thu Vân nhìn anh, cô hỏng thắt lại. Tất cả các bậc cha mẹ có phải đều như thế này không? Đoạn thời gian trước, cô không tha thứ cho mẹ là quá tuyệt tình rồi sao? Vũ Hào, chính là chỗ này. Lúc này hướng Bách Tùng dẫn hạ Vũ Hào xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đồ trong phòng, sắp đặt đều là theo tùy sở thích của Thu Vân. Nếu như không thích thì cậu có thể thay đổi nó thành... Hướng quân chừng mắt nhìn hai người họ, trực tiếp ngắt lời của ông ta. Đây là phòng của Thu Vân, đương nhiên mọi thứ đều theo sở thích của con bé. Nếu như Hạ Vũ hào không thích, thì cứ cút đi, vì sao lại phải thay đổi phòng của Thu Vân chứ? Hướng quân Nhìn hướng quân va chạm với Hạ Vũ hào hướng bách tùng ba lần bốn lượt sắc mặt tái nhợt. Hướng quân khoanh tay trước ngực, dựa vào tường nhìn ông. Làm sao vậy? Chê con nói chuyện khó nghe sao? Còn khác với bà, bà có thể bán con gái để lấy vinh quang, còn không thể bán em gái vì vinh quang được. Thật là khốn kiếp trước mặt Hà Vũ Hào lại bị chống đối như vậy, hướng Bách Tùng tức giận đỏ mặt. Tao dạy con phép xã giao hơn nửa tháng, quên hết rồi sao? Hướng quân hử lạnh, hướng Bách Tùng có chút không xuống thang được. Giống như con, đừng có nói là vượt qua hân yên, còn không có thể so với mình thắng đâu. Hai cha con ăn miếng trả miếng không nhường nhịn nhau. Vô tuệ doanh dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng như thế này, nhưng đã cẩn thận quan sát hướng thu vân. Vì sợ cô không hài lòng với căn phòng này, hướng thu vân cũng đang nhìn bà lúc này mới nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của bà bộ dạng lại thận trọng như vậy thấy vậy phù tuệ doanh bước đến chỗ hướng thu vân lo lắng hỏi có chuyện gì vậy có phải là có chỗ nào không thoải mái không làm sao bây giờ chúng ta đến bệnh viện nhé không con không sao hướng thu vân liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ của bà sau đó cúi đầu xuống hai cha con đang cãi nhau bên kia hướng bách tùng nghe thấy vậy thì liền vội vàng bước tới hỏi hướng thu vân có cần phải đi khám bệnh không hướng quân không quen được hướng bách tùng như vậy chế diễu nhìn thấy thu vân hữu dụng nên đối với thu vân lại tốt như vậy nếu như thu vân vô dụng liếc nhìn con bé một cái chắc cũng không nguyện ý đâu người như vậy quả thực là không xứng làm cha chú ý thái độ của con đi hướng bách tùng nghiêm mặt quát dù gì thì ba cũng chỉ là muốn giữ hướng già giữ tập đoàn hướng thị nếu như con và thu vân càng ngày gây chuyện một chút cũng không thể giúp ta cần phải khổ sở như vậy hay sao? Hướng quân bị lời nói của ông làm cho tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, nâng một cái ghế ở bên cạnh lên định đập phá. Cái ghế ở trong không khí một lúc, liền bị một tiếng đập mạnh xuống đất. Nếu như người này không phải là cha của hắn, 10 cái ghế cũng không đủ để cho hắn đập nát nữa. Chiếc ghế rơi xuống chân của hướng Bách Tùng, sau đó lăn về phía hướng Thu Vân. Trước khi chạm đến chân cô, Hạ Vũ Hào đã cao mày đá nó sang một bên, anh mím chặt môi kéo cô sang một bên. Hướng quân cẩn thận hé cổ họng, lại nuốt trở lại. Nhìn bàn tay của Hạ Vũ Hào rơi trên eo của hướng thu vân, bất mãn hừ lạnh mấy tiếng. Đem phản ứng của anh thu lại vào mắt. Hạ Vũ Hào ôm hướng thu vân chặt hơn, hơi cong khóe môi dưới. Hướng quân... Tuy rằng cái ghế không đụng phải hướng Bách Tùng, nhưng ông nhìn cái ghế đó cách không xa, sắc mặt vẫn rất khó coi. Vừa rồi bị hướng quân làm cho kinh ngạc, phải một lúc lâu sau mới định thần lại. Hướng quân, con định giết người sao? Nếu như con muốn giết người, bây giờ ba liền không thể đứng đây đâu. Từ sau vụ tai nạn xe cổ hai năm trước, quan hệ giữa hướng quân và hướng Bách Tùng càng ngày càng xấu. Thấy hai người càng ngày chỉ cãi vã, vô tuệ doanh mắt sưng đỏ hét lên, câm miệng. Bà nhìn hướng quân, sau đó đối với hướng Bách Tùng khàn giọng nói. Thù vần mới về nhà, hai người không thể yên lặng lại sau vì nề mặt của thu vân hôm nay tôi sẽ không cùng với ba cãi nhau nữa hướng quân nặng nề khịt mũi với hướng bách tùng sau đó quay người bước ra ngoài lâm quỳnh chi xin lỗi mấy người rồi cũng lập tức theo gót của hướng quân nhanh chóng rời đi các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tàn độc Lương Duyên, Hạ Tiên Sinh, Yêu Anh, Em Sai Rồi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.